Nốt tinh trùng có thai không, lợi ích và tác hại của nó như thế nào? Rất là nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn ở từ 15 tới 18 đã hỏi câu hỏi này rất là nhiều. Và bản thân cô Hà là lần đầu vụng trộm và là gì ạ, cũng khám phá, cũng đã từng ăn trái cấm và cũng hỏi cái câu hỏi này rất là nhiều. Vì sao ạ? Vào cái thời điểm đấy, ở Việt Nam mình thì chưa hề có một chuyên gia tình dục học nào và cũng chưa hề có một ai dám làm những cái video mà hướng dẫn cho mọi người về tình dục, hay là cũng không có một cái video nào về tình dục học để cô Hà hay là mọi người tìm hiểu, đúng không nào, vào cái thời điểm đấy. Và ngày hôm nay Thu Hà sẽ làm một cái video để là gì ạ, đúc kết tất cả những cái câu hỏi mà mọi người đang muốn hỏi cô, thắc mắc của mọi người, đặc biệt là đúc kết cho những cái bạn mà không may đang ăn trái cấm và cũng vô tình nuốt phải tinh trùng vào miệng, đúng không nào. Thế thì vậy nuốt tinh trùng có thai hay không, hay là ngày hôm nay thì Thu Hà và mọi người cùng khám phá về cái chủ đề này nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nào. Tiên chúng ta đi với cái câu hỏi thứ nhất, đấy là nuốt tinh trùng có sao không. Trước tiên để trả lời cái câu hỏi này thì chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta ân ái và bắt đầu một cái cuộc chơi về tình dục thì chúng ta phải hiểu rằng bộ môn tình dục này nó là một bộ môn nghệ thuật, và nó cũng không phải là cái trò chơi để mà thể hiện là một người thắng, một người thua. Nó phải là cái sự đồng thuận, nó phải là cái sự xuất phát điểm từ cái gì ạ, cảm xúc, cũng như là cả hai phải đạt được cực khoái và cả hai phải xuất tinh thì đó mới gọi là một cuộc yêu viên mãn. Chứ mọi người đừng suy nghĩ rằng là một điều là cứ quan hệ và cứ ngủ với nhau thì là sẽ là gì ạ, thì sẽ là xong chuyện. Nhiều chị em có quan niệm rằng là làm tình là để cho chồng mình sướng, chồng mình thỏa mãn thôi, còn mình là có nghĩa vụ là phải phục vụ chồng mình. Không, nếu như các chị em mà quan điểm như thế là các chị cũng chưa phải là đủ kiến thức và các chị cũng chưa phải là một người bản tình tuyệt vời, đúng không nào? Đặc biệt trong cái vấn đề mà busy mà bú mút cho chồng á, đó thì phải áp dụng vào những cái chị mà có cái tư tưởng nó thoáng, nó mở, hoặc là hòa cái tư duy của phương Tây vào á, thì là ví dụ như là thổi kèn, bú mút, bú liếm chim cho chồng. Phụ nữ Việt Nam thì gói gọn trong bốn chữ là công dung ngôn hạnh. Và xưa thì bố mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Và lâu lâu là cái suy nghĩ đó nó trở thành là bị áp đặt, suy nghĩ không thông thoáng, và là nghĩ cái việc là busy cho chồng, bú liếm, mút mát chim cho chồng, nó là một cái gì đó nó rất là kinh khủng và ghê gớm. Thế thì các chị lại luôn suy nghĩ rằng là sợ chồng mình đánh giá mình là dâm đãng, sợ chồng mình đánh giá mình là không chính chuyên, đánh giá mình là không đàng hoàng, là đĩ thỏa, đúng không ạ? Nếu mọi người suy nghĩ về cái vấn đề như thế thì đó là hoàn toàn sai lầm. Tức là gì ạ? Nhưng nếu như bạn yêu chồng của bạn, nếu như bạn yêu người yêu của bạn, thì bạn phải làm tất cả mọi thứ cho người yêu của mình, cho chồng của mình được là gì ạ, sung sướng nhất, thoải mái nhất. Đó là cái cách mà chúng ta thể hiện. Và chúng ta làm thế nào để cho chồng của mình, người yêu của mình cảm thấy sung sướng hơn, thăng hoa hơn, kích thích hơn, đó là một cái suy nghĩ đúng đắn. Yêu thì bạn phải dành những cái điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất dành cho đối phương của mình, để cho đối phương của mình cảm giác là sung sướng hơn, hoan lạc hơn, thăng hoa hơn, phải không nào? Và thì cái việc mà mọi người nuốt tinh trùng của chồng thì nó là một cái cảm giác nó rất là gì ạ? Rất hạnh phúc, rất lạc quan, rất sung sướng. Đặc biệt các anh rất thích vợ của mình oral sex, tức là bú mút liếm láp chim của mình. Đó, đặc biệt là gì ạ? Cái hình ảnh như thế này, khi các anh lúc đấy thì các anh
nhìn xuống, người phụ nữ của mình đang quỳ dưới chân và đang mút mát, đang mút mát bú liếm và gì ạ, liếm láp từng cái giọt tinh dịch của mình đang vương vãi ở trên miệng, thì cái hình ảnh đó nó dâm đãng và nó kích thích vô cùng. Đó là một những lại những cái điều mà các anh rất là mong muốn để nhìn thấy cái hình ảnh đẹp đấy. Thì cái cuộc chơi tình dục, một cái trò chơi như thế, nó là một cái điều mà không phải là chỉ một người cho thôi, nó là sự kết hợp giữa cho và nhận, và người nhận cũng sung sướng và người cho thì cũng rất là viên mãn. Và để được cái sự trao đổi như thế, cho và nhận, thì chúng ta phải cần có cái gì ạ, kiến thức, kỹ năng và hiểu biết. Tiếp theo nữa là gì ạ, nuốt tinh trùng có sao không? Thì sau đây Thu Hà xin phép được chia sẻ và trả lời với mọi người là nuốt tinh trùng hoàn toàn không sao hết và nó rất là tuyệt vời. Ok, nhưng sau khi và trước khi cho cái câu trả lời đấy, thì mọi người lưu ý cho Hà một điều rằng là trừ những cái trường hợp là anh em bị viêm bao quy đầu và bị viêm tuyến tiền liệt thì chúng ta nuốt cái đấy không hề tốt. Thì chúng ta nuốt cái đấy thì còn dẫn tới cái việc là gì ạ, sẽ còn bị ung thư vòng họng. Thế cho rằng không phải là ai cũng nuốt được, mà không phải đối tượng nào cũng nuốt được. Thế cho nên là nếu như trong cơ thể của mình đang không khỏe mạnh, đang cảm giác là đang có mùi, đúng không ạ, thì tốt nhất rằng là anh em không nên cho vợ của mình nuốt tinh dịch của mình. Cảm giác nếu như cái dương vật của anh em nó đang bị những cái biểu hiện như thế, đúng không ạ, như trên Hòa nói, thì là gì ạ, nó rất mất vệ sinh và nó cảm giác là nó có mùi rất là kinh. Thế thì quan hệ còn sợ chứ đừng có nói là nuốt tinh trùng hoặc là bú liếm nhá. Cho nên anh em lưu ý ở cái chỗ đấy. Hai, nếu mà khoang miệng của chị em ấy, lúc này đang bị là viêm chân răng, viêm nướng, viêm lợi, hoặc là gì ạ, lúc này đang bị tổn thương, mà nếu như các bạn cứ cố để thực hiện cái việc là oral sex, là bú liếm cho chồng ấy, thì sẽ dẫn tới lây nhiễm các cái đường qua cái con vi khuẩn, nó sẽ xâm nhập vào trong cái đường miệng, mà dẫn tới những cái việc chị em sẽ bị lây những cái bệnh về tình dục. Cho nên là chị em lưu ý rằng vào cái thời điểm nào, cho nên là nuốt tinh dịch thì không sao hết, nhưng mà anh em lưu ý một điều là phải sạch sẽ, cả hai đều phải sạch sẽ. Nuốt tinh trùng thì không sao hết, nhưng mà phải đảm bảo rằng là cả hai đều phải giữ gìn cho nhau, cả hai đều phải quan tâm đến sức khỏe của nhau. Cái vấn đề là quan tâm đến cái việc sức khỏe là giống như cái việc mà ví dụ như là vợ mình đang bị đau miệng, đang bị chảy máu chân răng các thứ, mà các anh cứ bắt là bú đi liếm đi thì nó lại không là hợp lý, đúng không nào? Thế thì để cho chị em phụ nữ thăng hoa và muốn bi dây cho anh em ấy, thì trước tiên anh em phải sạch sẽ nhá. Anh em phải sạch sẽ, phải khéo léo, phải hết lòng, phải yêu thương, phải tâm lý, thì anh em sẽ với được yêu chính. Bi dây cho chồng là một nghệ thuật, phải không nào? Cái việc đấy là khiến cho các anh rất là hài lòng. Cái việc bi dây bú mút cho chồng thì làm cho chồng rất là khoái cảm và rất là sung sướng. Và đặc biệt là cái việc mà chị em và nuốt tinh trùng thì nó yêu cầu chị em phải có kỹ năng, phải có chuẩn bị về mặt tâm lý. Thế cho nên là các chị cứ suy nghĩ một cái điều rằng là mình làm như thế thì chồng mình nghĩ mình là dâm đãng, là bệnh hoạn, là đĩ thỏa. Không có sao đâu, chúng ta đĩ thỏa với chồng của mình và làm cho chồng mình sung sướng, và đó là cái chìa khóa hạnh phúc của chúng ta, thì không có cái gì mà chúng ta không thể làm, đúng không nào? Đó là cái cách thể hiện và đó cũng là cái cách giữ chồng của chị em đó. Tiếp theo, hãy cùng chồng của mình vào nhà tắm. Nhiều anh không tinh tế, nhưng mà hãy là người phụ nữ tinh tế ở cái chỗ là như thế này này. Không ai chồng mình có cái mùi, đúng không ạ?
đặc biệt là cái mùi ở trong cái chỗ dương vật. Thế thì một cách khéo léo là ta sẽ từ từ lôi chàng vào trong nhà tắm, và lúc đấy là chúng ta khéo léo đưa chàng vào nhà tắm thôi, chứ không phải là nhiều chị em ấy không khéo léo xong rồi bảo là của anh hôi lắm tôi không thể bú được, của anh rất là thối, thế nó sẽ trở nên vô duyên, và nó là cái chất xúc tác làm cho cái cảm xúc của chàng bị giảm xuống rất là nhiều. Thì hãy tinh tế khéo léo dẫn dụ chàng đưa vào nhà tắm, và sau đấy rồi đừng quên lấy một chút cái dung dịch vệ sinh nam và sẽ xoa lên chỗ cái dương vật của chàng, và bắt đầu là bản thân chị em sẽ biết là cái chỗ nào của anh em bẩn, chỗ nào của anh em cần vệ sinh nhiều, đúng không ạ? Chúng ta vừa khéo léo rửa cho chồng, chúng ta lại vừa khéo léo kích thích. Và đương nhiên rồi, khi vào nhà tắm thì mọi người hình dung ra là hai vợ chồng ở trong nhà tắm dưới vòi hoa sen ấm nóng thì tạo cái cảm xúc nó rất là thăng hoa. Nó cũng là một cái màn dạo đầu rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và chúng ta lại được một công đôi việc khi mà vào đấy là vừa được rửa cho chàng khéo léo, không phải nói, không phải chê, đúng không nào? Thì vào đấy lại còn có màn dạo đầu tuyệt vời, và lúc đấy là chúng ta sẽ kích thích nhau hơn, và chúng ta sẽ đến cái lúc mà chúng ta kích thích như thế thì lúc đấy là chị em có thể là gì ạ, đưa chàng lên trên giường một cách nhanh nhất. Và lúc đấy khi đã mút mát, khi đã kích thích cái tiểu Edam rồi, đúng không ạ? Thì lúc đấy thì khi lúc mà đưa chàng vào trong giường rồi thì lúc đấy chị em thoải mái và mút mát bú liếm cho chồng tự tin rồi, đúng không ạ? Sạch sẽ rồi, đảm bảo vệ sinh rồi, đúng không ạ? Thì lúc đấy thì cuộc yêu nó mới thăng hoa, lúc đấy thì cảm xúc thì của chị em thì nó mới có. Chị em một cái điều như này nhá, biết là tối hôm nay rồi, biết là tối hôm nay ông ấy trả bài, biết tối nay là vợ chồng sẽ yêu, biết rằng là tối nay sẽ thì chị em đừng quên chuẩn bị cho anh chồng một ly nước ép táo, nước ép bưởi, nước ép cam, thay vì là đừng có đưa các anh đi ra bên ngoài ăn vịt, ăn gà, ăn thịt, ăn cá. Cái đấy là nó có rất là nhiều đạm, và đặc biệt là đừng có cho các anh ăn hải sản vào. Vì sao? Vì nếu ăn hải sản vào nhiều thì tinh dịch sẽ có mùi rất là hăng. Thế thì còn các anh sẽ suy nghĩ gì để có một cái buổi yêu nó tuyệt vời viên mãn, để bạn tình của mình nuốt tinh dịch của mình là liệu có thăng hoa hơn hay không? Thì việc đầu tiên các anh phải gỡ bỏ cái tâm lý của anh em xuống, là thường thường là các anh ấy, đặc biệt là các anh mà cái size kêu của mình nó bé, đúng không nào? Size kêu bé, mà ví dụ như một bên tinh hoàn bé, một bên tinh hoàn to, thì cái cuộc yêu như thế nó giống như một cái bữa tiệc ạ. Thì là chị em sẽ khám phá, sẽ thấy hết những cái mà điểm yếu của anh em. Ví dụ như nhiều anh mà đang nói về vấn đề về size ấy, size bé, size không được to, không được, hay là bị thâm, bị đen chẳng hạn như thế, thì sẽ có cái cảm giác là tự ti, đúng không? Tự ti là cô ấy nhìn thấy như thế thì liệu cô ấy có thất vọng hay không? Cô ấy nhìn như thế thì liệu là cô ấy có còn thăng hoa nữa không? Và cô ấy nhìn như thế thì bản thân là mình cũng không thoải mái lắm, đúng không ạ? Các anh gỡ bỏ cái suy nghĩ đó đi, và nào, hãy nằm xuống và hãy là thưởng thức, và hãy cho mình là như một ông vua đấy, như một ông vua đang thưởng thức, và là vợ của mình hiện tại đang là nô tỳ phục vụ của mình, phục vụ cho mình đó. Này, hãy suy nghĩ như thế đi thì anh em mới đạt được cực khoái, và anh em mới cảm nhận được cái sự sung sướng như thế. Buông bỏ đi, bỏ những cái suy nghĩ đấy đi, tại vì như này phụ nữ bọn tôi cũng như thế thôi, đúng không? Nhiều khi là tự ti về là ví dụ như là ngực bé, khi mà chồng mình hôn mình thì có chê không, đi ra ngoài kia thì các cái cô ấy ngực to lắm, phê lắm, còn mình thì ngực bé, là liệu là anh ấy có yêu mình không? Đó là những cái câu hỏi là thường thường là sẽ là tự ti ở bản thân của chúng ta tự tạo ra cái vấn đề như thế, nó là không nên. Cho nên anh em
buông bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực đi và hãy chiêm ngưỡng, hãy thưởng thức cái bữa tiệc tình dục tuyệt vời đi nhá. Lợi ích về cái việc mà nuốt tinh trùng á thì sau đây Thu Hà sẽ chia sẻ cho mọi người biết và mọi người sẽ hoàn toàn có thể hào hứng và đón nhận và nuốt em ấy vào bụng một cách ngon lành. Có tác dụng gì? Tinh trùng có tác dụng là chống đói. Tại vì sao? Vì sao? Trong tinh trùng có rất là nhiều protein, axit amin, rất là nhiều vitamin. Thì khi nó đi vào cơ thể thì nó sẽ giúp chị em làm đẹp da, chống đói. Khi nuốt tinh trùng thì sẽ giúp được giảm nguy cơ ung thư vú, và nó sẽ đi vào cơ thể thì sẽ giúp chị em đẹp da hơn. Và là đặc biệt hơn nữa, khi nuốt tinh trùng sẽ giúp chị em ngủ ngon hơn. Và khi nuốt tinh trùng thì là một người nhận và một người cho, tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt nó cũng sẽ giảm đi đáng kể qua cái việc là chúng ta nuốt tinh trùng. Khi các bạn biết được cái lợi ích của việc nuốt tinh trùng vào cơ thể, nó có những cái tác dụng như thế, thì chúng ta sẽ rất là hào hứng và chúng ta rất là thích thú khi đón nhận nó, khi nuốt nó vào trong miệng của mình một cách ngon lành nhất. Chúng ta đi tiếp với cái câu hỏi là nuốt tinh trùng có thai không? Để trả lời cho chị em được biết rằng là nuốt tinh trùng hoàn toàn không có thai, cam kết 100%. Tại vì mọi người phải hiểu rằng khi mà cái dương vật, đúng không? Cái dương vật nó có cái sự va chạm, đụng chạm vào cái tử cung, mà phải là cái ngày mà chị em rụng trứng, đúng không nào? Thì mới xảy ra cái việc thụ thai, đúng không ạ? Khi tinh trùng gặp trứng đúng ngày thì mới thụ thai được. Trả lời cái câu hỏi cho những anh chị em mà không may là hôm đấy lỡ mà ăn chay cấm, ăn vụng mà lỡ nuốt tinh trùng rồi, cái bỏ qua những cái suy nghĩ, đúng không ạ? Lấn cấn là liệu là nuốt, mình lỡ nuốt rồi thì có thai không, đúng không ạ? Mình lỡ làm như thế thì có làm sao không? Đó là những cái câu hỏi mà cô Hà đã vừa trả lời cho mọi người rồi. Cho nên là anh em lưu ý một cái điều là như thế này này: muốn bạn tình của mình làm cho mình ấy, thì cơ thể của chúng ta phải sạch sẽ, phải đảm bảo vệ sinh, và đặc biệt là cái tinh dịch của anh em thì nó phải sạch, không bị những cái bệnh mà lây nhiễm qua đường tình dục. Cảm ơn mọi người đã dành nhiều thời gian quý báu để xem hết video của Thu Hà. Và mọi người nếu mà thấy video của Thu Hà hữu ích thì đừng quên là share, like và nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo mới nhất mà khi Thu Hà ra video mới nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.